Ok, thì ở đầu video bạn là có nhu cầu mua vàng, mua ngọc, mua đất giá rẻ hay là làm dịch vụ thuê giá rẻ, uy tín, chất lượng thì các bạn đây ngay shop7sao.com nha mọi người. Ngoài ra, shop7sao.com mới có một danh mục mới cực kỳ là phê, đó chính là danh mục flash sale cực kỳ là hot nha mọi người. Đó. Danh mục này bán nick với giá siêu là rẻ, giá siêu rẻ mọi người. Ngoài ra vào những khung giờ ngẫu nhiên thì shop sẽ bán nick với giá không đồng nha mọi người. Nên mọi người lên ngay shop 7 sao để có những trải nghiệm cực kỳ là tốt và phê nha mọi người. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình nha, là Gen TV đây. Ok, trở lại video, chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui nha. Trước khi vào xem video của mình nhá, thì các bạn nhớ bỏ vài giây bấm like, đăng ký bấm chuông nhá. Và các bạn nhớ là để lại một comment phía dưới nhá để tham gia mini game nhận 100 triệu vàng free đi hoặc 100 vòng xanh free đi nha anh em. Ok mọi người, thì clip hôm nay thì mình sẽ hướng em cách úp cái cháo giàn giáp cho bạn dành cho ba hành tinh nhá. Ba hành tinh xảy ra Namek và trái đất nha mọi người. Cách úp này cực kỳ đơn giản mọi người, không cần yêu cầu quá cao, không cần mặc dù đấy em cùi hay khủng nếu đúp nha, mặc dù đấy định cùi hay khủng đúp hết mọi người ơi, chỉ cần anh em chuẩn bị mình một ít đồ về cả trang thôi nhá. Và đệ em ơi, anh có một con đệ skill 2 trở lên nhá, anh em chuẩn bị mình một con đệ skill 2 trở lên em ơi, skill 2 trở lên nhá. Và có chiêu kame ạ, chưa gì nữa, chúng ta chiêu kame atomic hay là basenko đều đúp nha mọi người ơi, atomic hay là đệ basenko hay là atomic nhá thì đều đúp hết mọi người ơi, chỉ cần đệ em skill 2 trở lên này và trên 500 triệu sức mạnh, 5 triệu sức mạnh nha mọi người, đó trên 500 triệu sức mạnh nhá, 5 triệu sức mạnh và đệ em trên 500 triệu sức mạnh, 500 triệu sức mạnh là út đây mọi người nhá. Có, ok chưa? Còn tiếp theo là em tẩy bật mod về và mod cú bắp VH nha, đó. Và anh em phải có cả trang Android 20, hoặc Android 19 và cả trang mô hình mọi người nhá. Và mọi người úp cả trang giáp đi, phải có Android 20 hoặc là Android 19 nha anh em để úp với mọi người ấy. Đó thì mình sẽ úp cái này là úp điện tử mọi người nhá. Cái úp ở trang giáp này là úp điện tử mọi người nhá. Đó, úp điện tử nha anh em ơi. Đó thì bây giờ mình sẽ đi úp xem mày đó thì em phải tẩy bật mod về bản mod cùi bắp VH anh em ơi, cùi bắp VH đó, cùi bắp VH này, cùi bắp VH hoặc là bản mod ra gì nhỉ, game hút chấm bro đó, game hát chấm bro đó, mình chơi bản mod ra gì nhỉ, mình chơi bản mod ra cùi bắp VH anh em đó, rồi thì đủ cho em xem này đó, thì mình sẽ gọi là đây đệ mình đây, xem một cái đồ mình nhé đó, thì đệ mình thì đeo một cái sang Android 20 này và cái một món hút nữa, đệ mình khủng thì đeo một món hút nhá, đệ mình nó 44 tỷ được cơ, cũng là dễ hơn, mà là biết đệ em mà cùi thì em phải đeo một món là hồ HP 15% trở lên này với cả là gì nhỉ, một món hối bên 15% trở lên cả một món phản sát thương nhá, đó cả một cái thang 20 đó, đệ mình cả một đồ hút kia nhá, cả đồ hút kia mà đồ hút khá quan trọng nhá, đó em chuẩn bị cho mình đồ hút kia mà đồ hút kia cho đệ nhá, anh em phải chuẩn bị cho mình đồ hút kia cho đệ em ơi, đồ hút kia cho đệ nhá, đệ mình chỉ đeo một cái đồ đấy mà đó biến 5% tấn công thành kia và biến 10% tấn công thành HP nha em ơi, đó mình đeo một sát hồi như này, một sát hồi HP cho mình này để chơi cho lâu đó, đấy một sát hồi HP này đó, rồi mình qua út cho xem nhá. Đây mình sẽ đi tắt qua, mình sẽ đi qua đến cô này, xong mình sẽ đi tắt nha em ơi, mình đi tắt nha. Hay sắt lăng quay cái đuổi đời nhỉ. Ấy vô. Đây mình sẽ đi qua cho xem này. Đó. Đây, sử dụng đến cô đây. Thành phố Kata đến cô là qua sẽ là quay mà nó cần đợi skin 2 ở đây em ơi, và đồ ăn cho 20 hoặc ăn cho 19 này. Cả thằng ăn cho 20 ăn cho 19 quên mất đồ ăn cho 20. Nú luôn bạn. Bảnh nú mọi người ơi. Ok đến cô này. đi tắt quay anh em ơi, chứ bạn làm mà đi bộ và bạn làm ở trước qua cô đi bộ chắc phải phát điên mất xa lắm, mà đi được xa lắm mà chỉ kể đi đường còn chết là cay cay lắm, không gặp hồi sinh cay gần chết luôn em ạ. Ok giờ sẽ qua em ơi, qua nhá, nước khỉ vàng này mình cũng đi đường tắt em ơi, cố hết bên đi, đây sẽ qua đây em ơi, đó đây mình sẽ qua đây một con Goku này chuẩn này, đến mau tôi úp nhá, mình úp mau tiên em ơi, úp một đệ tử nhá, úp mau tiên em ơi, đó sửa ống tay vô. Đây, đầu tiên chắc mình mở khóa mời anh ta chắc mình mở khóa nhá. Chắc mình mở khóa lại, mở khóa này, đó. Đây sao em chỉ chiếu tập sự thôi, chiếu tập sự nhá. Sự em chỉ tập sự em ơi. Tập sự 3 này, chỉ vô đó mà chỉ vô đó nhá. Nhớ chỉ vô đó cho mình. Đây, tập sự 3 đúng không? Chỉ vô đó này. Đó sau đó anh em chỉnh vào cái dấu bên phải mà cái nút vào bên phải nhá, nút chọn bên phải em ơi. Cái thứ hai nhá, đây cái thứ hai này, ấn vô em ơi. Thứ hai nhá, quan trọng thứ hai là mình ở thứ hai này, cái 1 2 này ấn vô đấy em ơi. Ấn cái thứ hai nhá, cái thứ hai ở góc bên phải màn hình nhá, ấn vô đó thế là xong. Sao chắc mình là ATD nhá, auto lệ này, auto lệ là xong. Sao chắc mình là ăn nhặt đó, ăn nhặt này đó. Sao chắc mình là A đánh xa đó, auto đánh quái mắc gần nó bật rồi nhá, A đánh xa thôi. Sau đó anh chắc mình là mở khóa lần nữa cho tắt cái đi. Sau đó anh chắc mình là AK 100.000 nha, AK 100.000 nha. 100.000 thì có 5 số 0. 1 2
5. Ok, AK mình này. Oh, enter đó. Là xong, chỉ cần chịu cứ đợi mất rồi. Sao anh chỉnh cho mình là auto tái tạo năng lượng, auto tái tạo năng lượng. Chat ok. Đó, sau đó anh đổi khu vực này. Khu vực vắng lũ rồi dễ mà đó. Rồi, xem tép ông ta ra, úi sao mở tép ông ta ra nhá. Tép ông ta ra vậy. Đó, để mình tấn công, chỉ để tấn công thôi, chat tấn công. Tấn công cho mình. Để tự đánh thôi, tự tấn công thôi. Ban thêm một tí em mở họ ban thêm một tí này. Để mình ban trên cùng mà nó lại lũ chết. S2, S3 thì bay chợ rồi. Và ok. Đợi mình nó bay theo mình một xíu đấy, đi thôi. Đây này hơi theo mình. Đó, đợi mình nó khiên đây cũng dễ hơn người ạ. Đó, đây, đứng trên này thôi. Đó, ôi. Thì mình chơi BC đi thử hơi khó một xíu mà. Thì S0 này, đó, nó sẽ được. Nó để tự ước mời đó. Để mình tự cân hết một con này luôn. Sợ. Đợi mình nó khá là châu bò mà. Đây là 400 cát, bây giờ để mình nó bất tử bởi vì nó có cái khiên ấy, chứ ba mình được. Chứ ba mình thấy sự sao chứ bố được khiên nên nó để mình khỏe lắm nên nó bất tử em ơi. Đó. Đó. Úi khá nhanh em ạ, easy thôi. Đó, để mình tự treo tự úi em ơi. Tự ra vì kíp tự nhận em ơi, tự treo. Treo 1-2 ngày để được. Ừ, nếu x2 là 2 ngày rưỡi nhá, 2 ngày rưỡi nhá. Thì mới được cái bí kíp đây, bạn chỉ nhận bí kíp này. Easy chưa, à, bạn chỉ được một bí kíp, ý chưa. Đó, khá easy mà, à, bạn chỉ nhận một bí kíp nhá. Easy em ơi, easy nhá em ơi, úp khá là dễ em ạ. Đó, úi sời. Ôi giời, ok cho em ơi, khá là easy mọi người, khá là dễ dàng, úp cực kỳ đơn giản luôn, để mình bất tử châu bò lắm. Đó, tí hồi khiên nó tự dùng khiên bây giờ em ơi, đó hút khá là kinh mà, hút kinh lắm, để mình nó châu mà. Nếu bạn nào đầy cùi thì phải đeo mình nó phản sát thương với cả gì nhỉ, hồi HP, đồ hồi HP 15% em ơi, đồ hồi HP này, đó mình đeo đồ hồi HP em ơi, đó hồi HP 15% sư phụ này. Đó, nếu bạn nào không có vô hình thì bạn phải đeo đồ hồi nhá, đồ hồi khoảng 30% cho mình. Đó, nếu bạn không phải trang vô hình ấy, đeo một set hồi 30% trở lên nhá. Nếu bạn nào không phải có cả trang vô hình thì anh em phải đeo một set hồi 30% trở lên nhá. Đó, bạn nào không có nhỉ, set hồi à, không có vô hình ấy thì bạn đeo một set hồi HP 30% trở lên, 30% trở lên nhá, 30% trở lên là được. Đó, quý vị lắp cái từ hồi cả từ phần trăm mà nó đấy. Không thể đáng lượng này, cái là này chỉnh cho quên bấm chỉnh này. Ao tận lượng khi HP cũng là 50% đi, 50% em ơi. Đó, 50% đó, cho đó tự hồi. Nó chỉ 50 là ok em ạ. Đó, rồi. Auto chat là xong. Auto chat nó tự nó hồi. Chỉ skin 1 em ơi, đó, chỉ skin 1 cho mình. Đó. Chỉ cho mình là auto lên. Cho mình nghĩ là ok em ạ. Mình đeo mô hình vô em nhá, bởi vì nó là đeo mô hình vô thì là mấy con led đâu bọn này được, không là chết sở bọn nó, đeo mô hình vô mới được em nhá. Để mình nó khá uy tín đấy bạn đó. Đây, uy tín em ơi. Khá gì em ạ? Treo một ngày mà hôm qua mình treo một ngày x2 bạn mình được 4k4 bí kíp em ơi. Hôm qua x2 mình treo một ngày nhá, được 4k4 bí kíp là tính ra là 2 ngày rưỡi thì được 10.000 bí kíp ạ. Còn 2 ngày rưỡi được cái đó khá là nếu x2 bạn, x2 nhá. Nếu hồi x2 cũng mất là 4 5 ngày em ơi. Đấy. Nếu hồi x2 là cũng 4 5 ngày, x2 cũng nhanh hơn, x2 bí kíp em ơi. Ra 2 bí kíp một mà. Nó khá đơn giản như gì nên làm theo mình úp phải rất đơn giản em ơi. Cần có cải trang vô hình và do 20 này vào đồ hồi HP nhá. Sư phụ đeo một món 15% trở lên là được. Đây mình đeo một món hồi 15% lên đó. Đây mình thử hai món, mình đeo hai món luôn một thể đó. Đệ thì đeo một cái đồ hút kỳ ở HP nhá, với cả là một món phản sát thương nếu bạn nào có nhá. Mình nếu bạn nào đi khủng thì đeo vô nhá. Mình nít mình khủng thì mình đeo vô. Nếu bạn nào đi cùi phải đeo vô các bạn. Mình quên. Mình nói nhầm. Nếu bạn nào đi cùi phải đeo đồ hút HP ở đồ hồi nhá em ơi, đó. Bạn làm cùi bạn cùi phải đeo nhá, bạn là khủng thì cần đeo một món này thôi. Mình để bộ skill đeo nó dễ hơn bạn, úp nó dễ hơn nhá. Bất tử mà thì nó hồi HP bây giờ dùng khi nó cân hết em ạ. Nó dùng thấy sợ sai nó cân hết em ơi. Để mình khủng mình treo nó dễ hơn mấy anh em mà để cùi treo hơi khó nhá. Ok ơi, thì bây giờ ở đây nhá, em thấy hay cứ mình nhớ cho mình một like và kiếm chung nhá. Và để có một phía dưới nha em ơi, và nhớ để có một phía dưới để tham gia mini game nhận 100 phố đi hoặc 100 ngọc xanh phố đi nhá. Rồi bye nhá, bye bye. Nào, ui cay thế nhở, cứ chết rồi. Ơ thằng nào đây, tự dưng PK mình yếu quá, không làm gì được. Chẳng lẽ vô cái ngảo mạnh nhanh hơn được à? Đương nhiên là có rồi. Hãy truy cập shop.tuyệtvời.com, tạo cho mình một tài khoản, sắm ngay cho mình một con ác khủng, trả thù thằng hồi nãy PK, kéo sức mạnh ác cùi và khiến nó trở thành một con ác khủng khác.
Phần quà tặng kèm khi mua nick là bạn sẽ có cơ hội nhận được bộ hộp từ 1 đến 7 sao. Không giới hạn lượt tặng, mua bao nhiêu tặng bấy nhiêu. Ở giao diện chính, khi bấm vào hộp quà bạn sẽ có cơ hội nhận được từ 10 đến 1.500 ngọc miễn phí trên 9 server. Ngoài ra ở những dòng thời gian đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội nhận được một tài khoản ngọc rồng free và không mất phí. Hay không bằng thêm, nhân vòng cao auto nhận được những phần quà hấp dẫn. Rất nhiều ưu đãi khác đang chờ các bạn đến trải nghiệm. Shop tuyệt vời hơn cả sự mong đợi. Ok em ơi, giờ có clip trước em mini game một clip trước nha. 100 triệu vàng free em ơi. Clip trước có bao nhiêu comment đây? Có 300 comment em ạ. Chốt may mắn, ai may mắn trúng vàng của mình nào. Ui giời, chỉnh tiếng Việt đã. Tiếng Việt. Tìm về tiếp tục. Tìm về tiếp tục. Tìm về tiếp tục. Ơ. Ôi, nát à? Có bị lại này. Vô lý nhỉ. Ok, chọn một người chiến thắng em ơi. Chọn một người chiến thắng. Ui, mạng lag ạ. Đầy đủ ông chủ đi anh. Ok, mình chúc mừng bạn có tên nhân vật là Hồng Nguyên nha. Tên là Hồng Nguyên chứ quên. Tên nhân vật là Dende6ZX6 nha. Bạn vui lòng IB qua phút mình nhận 100 đồng free nha. Bạn vui lòng IB phút mình nhận vàng nha. Ok, mời kiếm mình thưởng ở đây nha. Em thấy hay, ok mình để lại một like, một ký, bùng chung nhé. Và như là một công bằng thế giới tham gia mini game nhận vàng free nha em ơi. Bye bye.